Em Hoàng Nhung xin kính chào quý cô, chú, anh, chị và các bạn Rất vui vì được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay Ngày hôm nay thì em Hoàng Nhung xin gửi tới quý cô, chú, anh, chị và các bạn một chiếc xe mang thương hiệu nổi tiếng của Mỹ Một chiếc trách Madole bản Pro One Một bản cá nhân hóa được đặt dành riêng theo yêu cầu của khách hàng Cả về màu sơn và bộ chuyển động Xe thì được trang bị một group UT Garage 8000 Và chiếc xe này thì cũng được cửa hàng nhập trực tiếp bên thị trường Nhật về và chiếc xe này thì được một bác khách hàng chốt rồi nhưng hôm nay em cũng xin phép được review để cho các bác cùng tham khảo thôi. Cửa hàng em thì còn rất nhiều những mẫu xe khác nhau hàng về liên tục. Bác nào mà thích cái dòng xe nào, size số bao nhiêu, khoảng giá bao nhiêu tiền thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho cửa hàng theo số điện thoại 0989668195 hoặc nhắn tin Zalo. Bác nào ở gần em cũng xin mời các bác ghé qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Cửa hàng có địa chỉ tại Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương. Cửa hàng rất hân hạnh được đón tiếp các bác. Nhìn tổng thể thì chiếc xe này còn rất chi là mới, độ mới rất là cao, không sườn full carbon. Xe thì có size của hãng là size 52 mà đo thực tế thì ngang là 51. Gióng đứng thì em sẽ đo từ tâm trục lên trên phần cọc yên. Là 44. Tất cả những chiếc xe mà về với cửa hàng thì được cửa hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi. Cả về hình thức, chất lượng và giá cả nên là các bác cứ yên tâm mua hàng. Khi các bác mua hàng em sẽ cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh, giấy tờ của xe khi ở bên Nhật. Em đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn, hàng xịn và hàng chính hãng. Đảm bảo cho các bác là mãi mãi về sau này là hàng chuẩn sách tay từ Nhật về các bác nhé. Một chiếc check Madolea. Màu sơn rất là đẹp, Khung sườn thì rất là mới và rất là bóng, độ mới rất là cao. Shimano giờ 8 000 Đây vẫn còn bẩn chưa kịp lau chùi gì các bác nhé. Gầm xe thì cũng không bị chảy xước gì các bác nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh bấm nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng và chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Phanh sau Shimano Utegra đồng bộ và nguyên bản theo xe. Rất là mới. Vành là vành Bontrager cách bon cao 5 phân các bác nhé. Lốp là lốp Victoria. Vành bánh lốp láp tem mát đầy đủ còn nguyên và rất là xịn xò luôn các bác nhé. Tất cả đều đồng bộ và nguyên bản theo xe hết ạ. Trục là trục Bontrager các bác nhé. Yên là yên Bontrager các bác nhá. Tay quấn tay phanh cũng còn rất chi là mới. Phanh trước Shimano Utegra đồng bộ và nguyên bản theo xe. Vành Bontrager. Lốp Victoria. Rất là đẹp luôn. Đầu là đầu liền các bác nhé, đầu liền carbon. Xe thì được trang bị thêm cái đèn này các bác nhé. Tay quấn tay phanh Utegra đồng bộ ở nguyên bản theo xe. khung sườn thì em chưa thấy một gân cận cháy xước nào nhưng mà em cũng sẽ quay thật chậm và thật chi tiết để cho các bác cùng tham khảo trục trước trục bon charger phanh trước r 9170 một japan rất là mới luôn cửa hàng em thì còn rất nhiều những mẫu xe khác nhau hàng về liên tục bác nào mà thích cái dòng xe nào sai số bao nhiêu khoảng giá bao nhiêu tiền cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho cửa hàng cửa hàng sẽ tư vấn cụ thể hơn và phù hợp nhất với các bác có thể và cửa hàng em thì có ship code toàn quốc tất cả các đơn hàng em đều bao ship cho các bác và các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ ở cửa hàng em thì có tiêu chí là nói không với hàng fake nên các bác cứ yên tâm hàng xịn mà chất lượng thấp em đã không buôn rồi nói chi đến hàng fake nên là các bác cứ yên tâm thôi ạ OCLV 700 Đùi đĩa UTGRA đồng bộ và nguyên bản theo xe rất là mới luôn các bác nhá Có hai tầng đĩa, tầng ngoài là 52 răng và tầng trong là 36 răng Tất cả đều đồng bộ và nguyên bản theo xe hết luôn Rất là xịn sò Một chiếc check Madole bản Pro One Một bản cá nhân hóa được đặt dành riêng theo yêu cầu của khách hàng Cả về màu sơn và bộ chuyển động xe thì rất chi là mới màu sơn thì rất là đẹp đề lip utegra đồng bộ nguyên bản theo xe phanh sau giờ tám nghìn japan rất là mới các bác nhìn cái màu sơn là biết là độ mới như thế nào rồi Đây, các bác nhìn rất là đẹp luôn Đẹp long lanh long lánh luôn các bác nhá. Rất là xịn sò vâng vừa rồi em đã quay rất là chi tiết và tổng thể một chiếc check madone bản One, một bản cá nhân hóa được đặt dành riêng yêu cầu của khách hàng cả về màu sơn và bộ chuyển động xe thì được trang bị bộ group utgr tám nghìn Xe có size của hãng là size 52. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Các bác nhớ đăng ký kênh và nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng và chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều và em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Em xin chào các bác ạ.